Hay cho nên là khi mình chẳng là CFF của chị Hà, thì thầy Tâm là người thầy của em cũng đã nhiều năm cho cả gia đình của em. Chính đây là cũng là một đứa con của em, thầy đã trị cho hết khỏi những cái dị ứng ăn uống trở lại bình thường. Thì trong cái thuốc men thì em xài hai là hai cái loại thuốc, đó là cái kem viêm da với lại cái dị ứng tủ. Kem viêm da thì cho nị sức cho mỗi lần bị ngứa ngủ không được, còn cái dị ứng tủ thì cũng trị dị ứng và cũng trị được những cái bệnh như là cảm sốt, thì cái đó cũng thay thế được cho những cái thuốc tây thường. Thì em có vài câu thơ cho cái thuốc của thầy là cái kem viêm da là những người có bệnh ngoài da, chân tay kẻ lỡ, thật là thảm thương. 500 trằn trọc trên giường, dùng kem vẫy nến, một phương thuộc thành. Thì có vài câu đã gửi đến cho thầy Tâm để thầy tiếp tục phục vụ cho người bệnh.